Chào mừng các bạn đến với chương trình nhận định bóng đá dự đoán kết quả vòng 21 Serie A mùa giải 2022-2023 được phát trên kênh YouTube Tin bóng đá. Giờ đây là dự đoán kết quả bóng đá soi kèo trận đấu giữa Salernitana và Juventus trong khuôn khổ vòng 21 giải vô địch quốc gia Italia. Trận đấu này diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 8 tháng 2 năm 2023. Salernitana vừa có chiến thắng sau khi chỉ biết hòa và thua ở 6 vòng đấu liên tiếp tại Serie A. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là thắng lợi sát nút 2-1 trước Lecce vừa không được đánh giá cao. Thành tích hiện tại của đội chủ sân Arechi là rất nghèo nàn khi mới chỉ có 21 điểm sau 20 vòng đấu và đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng. Phong độ sân nhà gần đây của Salernitana không quá tệ khi 6 trận đấu gần đây họ thắng 2 hòa 2 và thua 2 trong đó. Trong đó, hai thất bại là trước hai ông lớn AC Milan và Napoli hai trận thắng là trước verona và spezia vốn không được đánh giá cao trong khi đó Lúc này Juventus đang rất cần một chiến thắng để giải tỏa cơn khát khi mà ba vòng đấu gần đây họ đều không thắng. Thậm chí ở vòng đấu gần đây họ đã thua bạc nhờ 0-2 ngay trên sân của Monza. Tại đấu trường Coppa Italia, bà đầm già thành Turin vừa đánh bại Lazio để giành tấm vé vào bán kết. Với việc bị trừ tới 15 điểm tại Serie A nên hiện tại đội chủ sân Arian đã rơi xuống vị trí thứ 13 với 23 điểm, hiện đang hơn nhóm cầm đèn đỏ 10 điểm. Thống kê cho thấy Juventus đã thắng 4 trên 5 lượt trận sân khách gần đây tại Serie A. trận còn lại là thua đậm một năm trước Napoli. Về kèo bóng đá trận đấu giữa Salernitana và Juventus, theo các nhà cái châu Á, trước một Salernitana vốn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều thì đây được coi là cơ hội không thể tốt hơn để Juventus có thể giải tỏa cơn khát chiến thắng của mình. Nhìn chung, phong độ gần đây của bà đầm già thành Turin là không tệ khi thắng 2 hòa 1 và thua 1 ở 4 trận đấu gần nhất. Trong đó họ từng hòa trước Atalanta và giành thắng lợi trước Lazio. Nên nhớ đây là những đội bóng nó có phong độ cao và đang nằm ở trong top đầu của bảng xếp hạng Serie A mùa này vì vậy dù làm khách nhưng Juventus được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Salernitana về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Salernitana và Juventus theo thống kê Salernitana đang là đội bị thủng lưới nhiều nhất tại thời điểm hiện tại cụ thể là họ đã nhận tới 38 bàn thua sau 20 trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Italia mùa này. Trong đó họ từng bị Atalanta ghi tới 8 bàn ở trận đấu mà họ đã thua 2-8 ở vòng 17. Ngoài ra Salernitana cũng chưa từng giữ sạch lưới ở 9 vòng đấu gần đây, trong đó có tới 6 trận họ nhận từ hai bàn thua trở lên. Ở trận lượt đi giữa hai đội cũng đã có tới 4 bàn thắng được ghi. Vì thế nhiều khả năng trận đấu giữa Salernitana và Juventus sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi. Theo các nhà cái châu Âu ở trận lượt đi dù bị đối thủ dẫn trước 0-2 nhưng với đẳng cấp của mình, Juventus đã kéo lại được một điểm. Trong khi đó, hai lần gặp nhau trước đó ở mùa giải trước, Salernitana đều thua cách biệt trước Juventus. Với phong độ nghèo nàn lúc này, rất khó để đội chủ nhà có kết quả tốt. Nên nhớ là Salernitana đã không thắng ở bốn trận sân nhà gần đây, với hai trận hòa và hai trận thua. Trong đó, từng hòa đội bét bảng Cremose, vì vậy, khả năng giành 3 điểm của Juventus là rất sáng sủa. Theo các chuyên gia, Juventus đã thắng 8 trên 11 vòng đấu gần đây trong đó từng thắng đậm Empoli và thậm chí là Lazio, thắng cách biệt Inter Milan và vượt qua đối thủ khó chịu là Udinese. Nếu không bị trừ 15 điểm thì hiện tại Juventus đang có 38 điểm và bằng điểm với AC Milan, Lazio và Atalanta trên bảng xếp hạng Serie A. Trong khi đó, Salernitana vốn không được đánh giá cao, điều đó đã ít nhiều thể hiện qua việc, điều đó đã ít nhiều được thể hiện qua việc họ chỉ mang về 5 điểm trong 8 vòng đấu gần đây. Vì vậy, Juventus hoàn toàn có thể đủ sức mang về một chiến thắng thuyết phục dù cho họ phải làm khách trên sân của Salernitana ở trận đấu muộn nhất vòng 21 Serie A mùa này. Từ những phân tích trên tin bóng đá dự đoán, dù làm khách nhưng Juventus sẽ có chiến thắng thuyết phục trước Salernitana trong trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 8 tháng 2 năm 2023. Còn theo bạn, giữa Salernitana và Juventus, đội bóng nào sẽ có chiến thắng và tỷ số trận đấu giữa Salernitana và Juventus sẽ ra sao? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.